Dạ em chào cả nhà. Hôm nay em đang quay đang xắt cái mật ong hoa cà phê cho khách ấy, thì em sẽ quay lại một chút cái lúc mà em xắt mật từ cái can ra. Đó thì có một số cách để chúng ta thử mật. Ví dụ như là khi xắt từ can lớn ra thì cái mật nó sẽ mình nghiêng nghiêng một chút rồi nó sẽ tự nó ứa ra. Đó. Đấy là cái thứ nhất, cái thứ hai là ta cân. Đây. Cái này này nhìn nó hơi lộn nhưng mà cái này nó được cân 3,5 đấy ạ. Ta cân thì cái mật hoa cà phê này thì nó sẽ rơi vào tầm cân 3 đến cân 4. Đó, cái cách thử tiếp theo đó là ta thử giỏ giỏ cái giọt mật vào cái cốc nước. Đây thì em sẽ thử luôn. Đây cốc nước đấy ạ. Rồi bây giờ em bắt đầu em rõ mặt từ trên xuống này. Đó, nó sẽ thành tia, nó đi xuống như vậy. Đó, thành tia hoặc thành từng giọt đó nó lắng xuống như vậy. Chứ nó không hòa tan ngay vào trong nước. Đó, nó sẽ là kiểu lắng xuống như vậy. Thành tia hoặc thành giọt, nếu ta nhỏ chậm thì nó sẽ thành giọt, thì nó lắng xuống đáy. Như vậy, lắng xuống đáy như vậy. Đó là một cách. Đó, còn một cái nữa đó là khi ta nhỏ xuống cái nền đây, ví dụ như đây cái nền này, đây em đang nhỏ xuống đây đấy. Rồi đấy em làm rơi vãi ra nền này, đây em làm rơi vãi ra nền đây, thì nó cũng sẽ thành những cái nó kết dính vào nhau như thế này, tròn 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 như thế này. Đó, nó thành bãi tròn 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 như vậy chứ nó không chảy tan ra như kiểu nước. Đó là mấy cái cách người ta thử mật. Thì đây là cái công đoạn em dán cái nhãn mát ở bên em. Đấy, thì em sẽ đóng chai như thế này. Cái nắp của nó thì có cái gen gen niêm phong nha anh chị. Bên em thì có bao cước sản phẩm gửi đi và khách được kiểm tra hàng trước khi nhận, nếu mà không ưng ý thì hàng hoàn về và không mất một chi phí gì nữa. Thì đây là một cái sản phẩm hoàn thiện, nó như vậy. Em gửi đi nó sẽ như vậy. Khi gửi thì bên ngoài em sẽ bọc thêm một lớp tuy bóng và một cái lớp chống sốc nữa, cho nên là anh chị yên tâm khi nhận hàng.